Người ta cho M gam natri vào 500ml dung dịch HCl AM phản ứng sẽ đó hoàn toàn thu được 0,6 mol H2 Vào dung dịch A Dung dịch A chúng ta cho vào AlCl3 phản ứng xong thu được 7,8 gam cái tủa vào dung dịch B Điều cầu chúng ta tính M và A Bây giờ em nghe kỹ cái bài toán này như sau Để Trước khi anh em phải hiểu như thế này ở trong dung dịch thì chúng ta có hai chất đó là nước và HCl khi mình cho natri vào thì bản chất natri sẽ tác dụng với nước trước còn tác dụng với HCl sau. Mà tác dụng với HCL trước nước sau nha. Đối ý cái này sai trật tự là sai hết đó. Anh trước nước sau, mẹ cuối. Khi cho phản ứng sẽ hoàn toàn thu được 0,6 mol khí hidro và dung dịch A. Cho dung dịch A vào AlCl3 thì thu được cái tủa và dung dịch B. Điều cầu chúng ta là tính M và A như vậy bài toán này chúng ta tùy thuộc vào cái lượng n a nếu n đây phản ứng với gì chất tiểu này chúng ta xét hai trường hợp nha ở đây n chúng ta sẽ tác dụng được với với hcl chỉ tác dụng với hcl không tác dụng với nước nếu như vậy thì chúng ta vẫn thu được khí hydro thôi nhưng mà nếu như vậy thì từ hydro chúng ta đã tính được cái khối lượng n rồi như vậy bài toán này buộc nó phải tác dụng với nước và trong dung dịch a chúng ta chắc chắn phải cho chứa n a h chúng người ta có chứa n vào đây lưu ý như thế này ờ, ở đây chắc chắn có chứa n là điều thứ nhất bởi vì bản chất là loại chắc chắn có chứa n a và đầu tiên á n sẽ đi tới dụng h biến thành NaCl cộng -H, h 2 sau đó n sẽ đi tới dụng với nước để biến thành n a h em và lưu ý là trong trường hợp này dung dịch chúng ta sẽ có hai trường hợp trường hợp thứ nhất là nào hát tới từ nhau như vậy trong này chắc chắn chứ nào rồi nào hát mới tác dụng được 3 lần 3 thu được tua các bạn hiểu vấn đề không ạ tôi nói cho bạn rõ này bạn chắc là natri sẽ tác dụng với hcl trước để biến thành gì nacl cộng h 2 na cộng với nước sẽ tạo thành NaOH cộng H2. Được chưa? bạn nghe kỹ. Ở trong trường hợp này nghe kỹ. Ở đây bài toán chúng ta có vẫn có sẽ hai trường hợp nhưng mình như thầy đã nói các bạn là trường hợp mà HCl á HCl dư. HCl dư thì không tác dụng AlCl3. Nếu trường hợp HCl nha thì nó chỉ sẽ ra phương trình một thôi. Mình sẽ hai trường hợp, trường hợp thứ nhất là HCl dư thì nửa A hết NA hết thì không có phản ứng hai xảy ra. Mà nếu không có phản ứng 2 thì nó sẽ không sinh NaOH và dung dịch A này cũng không tác dụng được với muối nhôm. Thì chúng ta là uh, trong dung dịch A chúng ta sẽ có chứa NaCl và NaOH luôn. Các bạn hiểu được điều này chưa để giảng tiếp. Các bạn hiểu được điều này chưa để thời gian tiếp nào. Hmm. Yeah, rồi Như vậy để đơn giản bài toán thì thầy sẽ gọi cái hỗn hợp này Cái số mol trong hỗn hợp này lần lượt là x mol và ít mol Cái đó mình sẽ không đồng chạm gì cả Ít thì đây là ít Ít Chiều ở đây nó là 0,5 x Đây y Đây y Và đây là 0,5 y Nghe kỹ nha Như vậy giờ đây em đã có số mol đầu tiên là số mol của H2 Mh2 chúng ta là bằng 0,5x cộng 0,5y bằng 0,6. Chúng ta rút gọn thì đây là x cộng y chia cho 0,5 là 1,2. Biểu thức thứ nhất chế đi. Tiếp theo. Bây giờ chúng ta cho dung dịch A là nửa ao H, đúng không? Cho dung dịch A là nửa ao H vào đâu? Cho dung dịch A là NaOH vào muối nhôm AlCl3. Em tính cho thầy mol AlCl3 bằng bao nhiêu? Hôm này mình tính rồi đúng không? Cái này là 0.025. Rồi. Đây là dung dịch A. Rồi bây giờ dung dịch A đi tác dụng với AlCl3 thì trong ta lưu ý với thầy trong trường hợp này chỉ có NaOH tác dụng. NaOH đi tác dụng với AlCl3 chúng ta biến thành NaCl cộng AlOH 3 lần. Các nghe kìa nha. Và lưu ý đây như thế này. Cái lưu ý như thế này, nếu ở đây em lưu ý á thì ở đây em mình lưu ý là ở trong bài toán này có một điều như thế này. Chúng ta nghe. Cái 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 kết thúc phản ứng thì thu được 7,8 g tụa bởi trước em có cái nhận xét là có số nhận xét số mol của Ba hóa lần với mol c 3 Thì trong trường hợp này em cũng có nhận xét tương tự. Và bạn lưu ý là đối với phần này thì chúng ta còn có phản ứng là NaOH để tác dụng với gì ạ? Với AlOH 3 lần nữa. Vẫn có thể nha. Để biến thành NaAlO2 cộng cho H2O. Mình cân bằng đây là 2. Đây là phương trình 3 và đây là phương trình 4. Nghe kỹ điều này. Bây giờ chúng ta mới có hai trường hợp này. Tại sao là như vậy? Thì ngày trước mình dạy cho bạn rồi, nghe đây. Ờ, bữa trước thầy có dạy cho bạn đó là cái số mol hóa lần. Mà nếu lớn hơn số mol tủa BaCO3 thì bài toán có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nó tạo tủa và dung dịch chứa hóa lần dư. Trường hợp thứ hai là nó tạo tủa BaCO3 và dung dịch chứa BaH3 tất cả hai lần. Trong bài toán này cũng vậy thôi bản chất cho nào hát tác dụng với muối và CO2 tác dụng với Ba hóa hoặc, hoặc Ca hóa hoặc lần là như nhau em cũng xét hai trường hợp mà muốn xét hai trường hợp thì em căn cứ vào mol AlCl3 với mol cái tua nha Rồi, tính lại cho thầy mol AlCl3 bằng bao nhiêu ba bài, bài này thầy chỉ các bạn hướng đến đó là hướng đến sơ đồ nhiều hơn hoặc là ghi như nào tùy em 7,8 mà em chia cho 7,8 Đã bằng 0,1 mol bon. Em tính lại cái số mol bon số 3 thầy có đúng, tính đúng chưa nè 0,5 x 0,5 Là 0,25 em à Này tính sai thấy không 0,25 này Các bạn nghe hiểu không ạ Hiểu ạ Vậy mấy này lớn hơn nè như vậy suy ra bài toán có hai trường hợp. À, bạn hiểu như thế này, vì, vì sao có hai trường hợp thầy giải thích này? Cái lượng mà AL bên này là 025 mà lượng bên AL này là 01 thì điều này chứng tỏ trong dung dịch chứa AL mà chứa AL có hai trường hợp, trường hợp thứ nhất là xảy ra phương trình 1 AL sẽ là 3 dư và trường hợp 2 là xảy ra hai phương trình. Được chưa? Và bài toán này theo thầy chúng ta nên làm sơ đồ. Chúng ta xét trường hợp 1. Ta làm sơ đồ nha. Vì các bạn nếu mà ghi phương trình thì đôi lúc nó hơi bị khó nhưng dùng sơ đồ thì cực kỳ dễ. Như vậy mình có NaOH đi tới dụng với Al. Bằng thì vấn đề không? Để thầy giảng lại. Hả? Dạ tiếp đi thầy. Rồi bây giờ nghe. Như vậy trong trường hợp này mình sẽ có sơ đồ này, trường hợp thứ nhất là NaOH này cộng AlCl3. Bây giờ thầy chỉ khảo sát nó sẽ ra phương định một thôi. Cái đó nó sẽ tạo thành NaCl ALOH 3 lần tuổi chắc chắn có rồi Và trong trường hợp này như đã nói thì nó chở chữ ALCL3 chứ Cái số mon thì em thả vô là xong nào ALH ở trên mình là Y em ha thì vẫn là Y nha ALH là Y Mon 3 là chúng ta đã có 0.025 0.025 Cái mon tuổi là có 0 dễ thôi em. Mục tiêu của em ở đây là đi tìm I mà muốn tìm I thì em cần tìm MnCl. Mà muốn tìm NaCl thì em đi bảo toàn Cl, mà muốn bảo toàn Cl thì em đi bảo toàn nhôm trước đi. Được chưa? Em đi bảo toàn nhôm. Nhôm với trái là 0,25 nhân 1. Ở đây 1 nhôm này, đây 1 nhôm này. Được chưa? Nhôm với phải bây giờ sẽ là 0,1 nhân 1 cộng cho mol AlCl3 dư em tính cho thầy moi bằng bao nhiêu. Em lấy 0.25 em trừ đi 0.1 là bằng 0.15 mol. Như vậy đây thầy đã tính được 0.15 thay thế vô đây cho dễ nhìn. Sau đó em sẽ dùng bảo toàn gì ạ? Bảo toàn Cl. Vì Cl đây chưa có. Cl đây đã có và Cl đây đã có. Tiếp theo em đi bảo toàn Cl. Cl vế trái là 0.25 nhân 3. 0.25 nhân 3. CL với phải là Mon NaCl cộng cho 3 lần mol AlCl3. Vậy trong này có 3. Mà MON này có rồi thầy thế vô luôn nhé. Các bạn hiểu được ý tưởng không để giảng lại. Nam hiểu không Nam à Để thầy. Ờ các bạn tính cho thầy bao nhiêu tính đi. 0,3 Rồi cái đó em đi bảo toàn Đây là có 0,3 rồi Thì cuối cùng mình đi bảo toàn nửa A là xong hết Bảo toàn nửa A Nửa A ở vế trái là Y Vế phải là 0,3 Như vậy em đã có Y rồi Y bằng 0,3 Mà tổng số mon nó chúng là 1,2 Thì mình sẽ suy ra được X bằng 0,9 Nhìn được là đúng không? y bằng 1,2 trừ 0,3 em tự ghi nhé Tự ghi luôn thôi 09 và khi mình tiến được ở đi đây rồi điều cầu chúng ta làm gì ạ tính m và a m ở đây là gì m là khối lượng nơi a và a là gì a là a là nồng độ của hcl bây giờ tôi tính m và a luôn trong trường hợp này luôn em nhìn thấy bài toán chưa nó có lặp lại về tư duy đó nếu em học khóa thì em sẽ có điều này nó nó lặp rất là nhiều chúng ta học rất là dễ hiểu luôn còn nếu em không học kỹ thì sau này em sẽ cảm thấy nắc rối đó như vậy để tính m tức là khối lượng na em sẽ lấy 23 nhân cho mon Mon của hắn là ít cộng y mà ít có rồi ít là bằng xin lỗi đây lấy cho em nha y bằng không chín thì ít bằng không y, y bằng không ba thì ít bằng không chín như vậy không chín cộng không ba em tính cho thầy bằng nhiêu và tiếp theo em đi tính a a đây là tức là nồng độ mol của hcl nồng độ mol hcl em sẽ lấy n n chia v v có rồi v là 05 n là mol hcl mà mol hcl chúng ta là ít mà x chúng ta bằng 09 tính đây 27,6 gram. 09 em chia cho 05. Thì thằng này sẽ bằng 1,8. Rồi các bạn có ý kiến gì chỗ này hay không? Thầy đều định hướng bạn đi một cách từ từ. Các em hiểu không ạ? Dạ hiểu thầy ơi. Rồi, nên nhớ thầy là nếu bài toán nghịch á thì mình sẽ làm sơ đồ sơ đồ nó lợi thế lắm à, chúng ta xét trường hợp 2 trường hợp hai là nó sẽ ra một lẫn hai và khi đó mình sẽ vẫn thu được tủa thôi tủa là ALOH 3 lần và trong dung dịch này phải chứa nửa chứa al mà chứa al thì có trường hợp còn lại là nửa 2 hai và khi đó nó sẽ ra cả hai phương trình đó là phương trình 3 và phương trình 4 đó được đơn giản điều quan trọng mình hiểu như thế nào còn nếu không hiểu thì hỏi ngược lại tại đó các bạn là tất cả triết lý thầy sao cho bạn đều có tư duy tư duy chúng ta lặp lại hết lặp lại nhiều chúng ta phản xạ nhiều thì chúng ta đưa ra cái luận đúng thế thôi còn nếu mà mình làm ít quá thì nó rất là khó nha một cái dạng toán mà chúng ta chỉ lướt qua một vòng thôi thì nó chỉ là cứ ngựa xem hoa thôi đây em tạo thành cái tủ lạ lửa ba lần như thầy đó đã nói và đây nó còn muối naalo O2 cộng H2O. Rồi, số mol của này đã có là y e mol. Số mol c 3 là 0,25. Đây là 0,1. Như vậy nhiệm vụ đầu tiên của bài toán này em chỉ cần tìm x là tìm y là xong. Khi có y em thế vào biểu thức x cộng y bằng 1,2. Từ đây em tìm x. Mà có đây thì bài toán chúng ta tìm được m và a thế thôi. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Ơi. Bây giờ cho thầy làm nhanh một tí nha Rồi thầy nói nhanh nè Cái số mon này là imon Thì đầu tiên thầy đi bảo toàn nửa A Đây có một nửa A luôn thì nó là imon Sau đó thầy đi bảo toàn AL 3L là 0.25 Bằng 3L đây là 0.1 Cộng cho Y Thì đem tính ra Y bằng 0.15 Em hiểu vấn đề không ạ? Cái hiểu không ạ? Và bạn biết bài này mình sai chỗ nào không? Nếu mà làm như thế này là sai chỗ nào không? Thầy đang cố tình cho bạn thấy là nó sai đó. Ở đây bạn để ý này. Ở đây mình thiếu mất cái trường hợp là gì? Nó tạo ra cả hai phương trình 1 và 2. Mà kéo lên trên chúng ta nhìn lại nha. Thì trong cả hai phương trình chúng ta vẫn có NACL và chúng ta sai ở đó. Bạn hiểu chưa? Các bạn hiểu vấn đề chưa? Còn nếu trong trường hợp này mình biết thiếu NACL là mình sai bản chắc rồi. Các bạn hiểu ý tưởng thầy nói chưa? Ạ. rồi ạ. bây giờ chúng ta sẽ bỏ đi. Bởi vì chúng ta hiểu như thế này sẽ ra 1 và 2 thì nhìn nó lại cho bạn hiểu nha, không hiểu sai là sai hết đó. Nghe. À, ở đây nó xảy ra cả hai phương trình 3 và 4 thì ở đây chúng ta thu được chắc chắn có tụa. Giống như chứa thằng này và còn chứa này nữa. Đằng này em phải thu được ba nguyên tố, còn nếu em nhìn vậy em nhìn thấy là gì? Cái này ở đâu? Được không? Hết sức mâu thuẫn. Thì nhiệm vụ của em phải lấy được bằng được nó ra. Thì đây là NaCl cộng h2o. Rồi, Môn tuổi chúng ta đã có 01 rồi. Được chưa nào? Thơ Thư hiểu chưa thơ? Đầu tiên em đi bỏ toàn AL nha. Mol AL đây có, mol AL đây có. Em lấy 025 trừ 01 thì thằng này là 0,15. Đây là y. Đây 0,15 thì thằng này lấy y trừ 0,15 thì làm tắt nha. Không nhanh đó. Sau đó em đi bỏ toàn clo thôi. Cái đó đây là 3 nhân chật 0.25 Là vế trái, vế phải Là Y trừ 0.15 Em tính cho thầy Y bằng bao nhiêu 0,9 9 Cây kính gì không em ơi à? Nếu Y bằng 09 thì X sẽ bằng bao nhiêu Tổng đây là 1,2 Thì X chúng ta bằng 03 bài toán sẽ ra thôi hết bài toán em nha tới đây coi như là xong rồi đó như vậy để tính được khối lượng NA thì em lấy 23 nhân cho x cộng y dạ yeah. rồi chúng ta sẽ đi tính m m là khối lượng NA em lấy khối lượng m là 23 nhân cho x cộng y x cộng y là bằng 03 cộng là 1,2 cái khối lượng vẫn không đổi ha. 27,6. Nhưng bây giờ nó chỉ khác cái chỗ nồng độ HCl thôi. A. A là nồng độ mol của HSL Mà muốn tính nồng độ mol chúng ta lấy mol về thể tích, thể tích là 0,5. MON HCl hồi nãy mình đặt nó là ít mol nha. Yeah. Lưu ý là mấu chốt là chúng ta gọi số mol trong hơn hợp A nha. Cho nó dễ. Đặt hai chất khác nhau thì chúng ta sẽ phân biệt rõ ràng hơn. À, như vậy nó sẽ là gì ạ? Ở đây nó sẽ là ở X. X chúng ta bằng 0.3. 0.3 chia 0.5. Ta bằng 0.6. Các em có gì không em ơi? Các bạn có cái gì không ạ? Dạ không thầy ơi. Em thấy cái cái, cái hai của bài toán chưa? Em thấy cái hai của bài toán chưa? Em hiểu vấn đề chưa? Rồi nghe kỹ. rồi Rồi bạn nghe kỹ nha. Bây giờ ở đây chúng ta đã xong mở câu A rồi, câu B này. Câu B người ta dẫn CO2 vào dung dịch B. Tính khối lượng cái tủa thu được nếu có, nếu không có thì thôi bỏ qua ha. Ok, ở đây chúng ta có này. Bây giờ chúng ta sẽ liệt kê lại dung dịch B. Dung dịch B chúng ta ở đây sẽ có hai chất vào dung dịch B nha. Chúng ta xét hai trường hợp câu B. Bây giờ chúng ta xét hai trường hợp thì liệt kê lại trường hợp 1 này. Dung dịch B gồm gì? Em nghe kỹ. Ở à, trong trường hợp 1 thì dung dịch B chúng ta gồm có hai chất đó là NaCl và AlCl3. Được không ạ? À? à, như vậy số mol là 03 và 015. Mà chúng ta biết rồi. À, cái bây giờ cái CO2, CO2 là một oxit axit thì nó sẽ không tác dụng với muối có mô đường axit như thằng AlCl3. Như vậy trường hợp này chúng ta là không không phản ứng với CO2. Chúng ta có trường hợp hai thôi. Trong dịch B bây giờ chắc chắn gồm có NaCl. Số mol NaCl đã có. Đây, mình bảo toàn nãy mình tính được nó bằng 0.3 này. Và đâu đâu không phải? Số mol NaCl là y trừ 0.15. y chúng ta là 0.9 Em trừ đi 0,15 Thì thằng này bằng 0,75 Tiếp tục Của em là NAALO2 Số 1 là 0,15 Hết rồi Như vậy trong trường hợp này thì nó có phản ứng với CO2 thế thôi Các bạn hiểu ý tưởng không mời để thầy giảng tiếp Dạ tiếp đi thầy Rồi ok Và trong trường hợp này mol CO2 đã có Em tính cho thầy đi cái khối lượng của thể tích CO2 là 4958 chia cho 24,79 và bằng. Bằng 0,2 mol. Như vậy bài này lưu ý cho thầy không khéo là mình làm sai nha. Như vậy trong trường hợp này là mình loại là chỉ có trường hợp 2 có nghiệm thôi này Mình sẽ có như thế này. NaAlO2 chúng ta tác dụng với CO2 và H2O ở đây mình sẽ là H2CO3 như vậy đây nó sẽ tạo thành AlOH3 lần kết tụa em lưu ý như thế này ở đây bản chất đầu tiên nó sẽ tạo mũi trung hòa trước em nha nếu mà sau phản CO2 dư thì nó sẽ tác dụng để tạo ra NaH3 còn nếu em ghi NaH3 ban đầu á đầu tiên luôn thì em sẽ sai thì chưa nè hãy nhớ điều đó như vậy đây nó sẽ tạo thành Na2CO3. Chúng ta cân bằng. Bên này 2 Na, 2 nhôm. Tiếp tục em. Ở tổng ở đây em có tất cả là 6 hydro thì đây là 3 H2O. Thành công hay thất bại là do do dù quyết định. Là do Oxy quyết định em đếm oxy cho thầy đi. Oxy ở đây là 4 này. Dạ yeah, 4 cộng 2 là 6 6 cộng 3 là 9 Đây 3 này 2 x 1 x 3 là 6 6 3 9 đủ nha Rồi Bây giờ thì giả sử NALO2 phần hết Thì thằng này là 0.15 Mình chuyển cho CO2 Và nếu nó lớn hơn 0.2 thì chúng ta làm sai Thế thôi Như vậy thằng này chuyển qua đây thì nó là 0.075 Bé hơn 0.2 Thấy chưa bên không hai điều này chứng tỏ là cái lượng còn lại là CO2 dư, CO2 dư, để chứ nào? Như vậy đây là 0,15 thì thằng này là 0 0,15 là 0,15 và bên này cũng vậy 0, không phải bao nhiêu ạ? 0,75 em lưu ý với thầy như thế này. Vì CO2 dư mà dư đây chúng ta lấy 02 trừ 0,075. Vì CO2 dư thì nó sẽ đi tác dụng với Na2C3 và nước để tạo ra muối axit là NaHC3. Em hiểu vấn đề không? Không vội ghi muối axit trước rồi chúng ta làm sai đó, hiểu chưa? Bởi vì nếu vậy thì chúng ta có thể so sánh mol bị sai nữa. Uhm, như vậy ở đây Na 2C3 chúng ta là 075 Các bạn có ý kiến gì không ạ? Alo, các bạn có ý kiến gì không ạ? Dạ không Ok, như vậy thằng này là 075 này hết nè Chúng ta đây Đây là 075 Em tính cho thầy đây Ở đây thầy tính nó dư lại là 0,0 5 mol Như vậy thằng này là 0,075 Nhân 2 là 0,15 Thằng này là 0,15 Như vậy từ đây chúng ta sẽ tính được tủa Chúng ta lưu ý với thầy là ALOH 3 lần là chất cái tủa màu trắng keo Và cái tủa này nó chỉ tan trong những dung dịch axit mạnh và bao giờ mạnh thế thôi Như vậy ví dụ như là HCl này, 24 này HNO3 là cái tuổi nó sẽ tan CO2 là một axit yếu do đó trong trường hợp này nó không tan em tính cho thầy mở tuổi đi đây. là 0,15 nhân cho 78 em tính cho thầy bao nhiêu ở đây mình tính là bằng 11,7 gam rồi các bạn thấy cái bài toán này nó có hay hay không và nó hay như thế nào hay nói thầy nghe xem còn thầy phân tích lại bài toán này hay không ạ? Mau chốt nằm đâu ạ? Alo, các bạn hiểu không ạ? Thầy nha. Bây giờ nghe thầy nói lại như sau. Cái mẫu chốt bài toán này đó là khi cho nào hát tác dụng với dung dịch HCl đấy. Ở đây em nhớ cho thầy là khi cho một kim loại tan vào trong dung dịch chứa axit. Dung dịch chứa axit và nước thì lưu ý là axit sẽ vẫn trước, nước vẫn sau. Và cái điều lăn ta của chúng ta là trong trường hợp này một chắc chắn khó rồi, điều quan trọng hai có xuất hiện hay không. Bây giờ chúng ta phân tích giả sử hai không xuất hiện, hai không xuất hiện thì nó sẽ không tác dụng với LCl3. Điều như cho tỏ là hai có xảy ra. Bạn có phân tích vậy đi chứ không cần xét trường hợp đâu. Bởi vì nếu vậy thì nó không có nghiệm thì mình xét mà loại thì nó vô nghĩa. Hiểu vấn đề không ạ? Rồi, bạn nghe. Ở đây đề đã cho chúng ta là số mol hero là bằng 0,6 mol. Nhưng mà giờ đây em sẽ tính được mol của x cộng y là bằng 1,2. Và giờ đây em tính đi khối lượng natri luôn em nha. Không cần phải tính nhiều lần. Nha. Khối lượng natri ở đây mình lấy 1,2 x 23 luôn. Thì ra khối lượng. Chúng ta tính lại đây. Nếu mà Hưng hơn chỗ này tính luôn natri này. Là 27,6 gram. Dưới này coi đúng không? 27,6 gram. 27,6 gram. Thấy chưa? À, tính natri luôn, còn dưới này chúng ta chỉ khác nhau chỗ cái a thôi. Các bạn nghe chị Ở đây khi cho NaOH đi tác dụng với trong dung dịch a của chúng ta là có hai chất đó là NaCl và NaOH. NaCl thì không tác dụng với AlCl3 rồi vì cùng góc axit. Như vậy chỉ có gì? Chỉ có NaOH tác dụng thôi. NaOH tác dụng với AlCl3 để tạo thành NaCl và AlOH3 lần Chúng ta lưu ý là sau có phần số 3 thì nếu lượng NaOH còn dư nếu lượng A, A H còn dư thì nó có thể tác dụng tiếp với uh, với AlOH 3 lần để tạo thành alo 2 H2O. À, cũng giống như bữa trước mình học, được chưa? Bữa trước mình học này, nếu mà có cho số mol của chúng ta so sánh mol nha. Nếu mol của BaC3 lớn hơn, xin lỗi mol BaOH 2 lần lớn hơn mol BaC3, điều này chứng tỏ là điều này chứng tỏ là gì ạ? Trong dung dịch chúng ta phải còn bari thì trong bài toán này cũng tương tự như vậy. Nếu trong dung dịch sau phản ứng mà chúng ta thu được á, mà chúng ta so sánh á, so sánh cái mon nhôm nha, máu chỗ đây là mon nhôm, monal về trái lớn hơn monal về phải, điều này chứng tỏ trong dung dịch chúng ta còn có chứa dung dịch b này, dung dịch b chúng ta còn có chứa chứa gì ạ? chứa mũi nhôm, mà mũi nhôm thì có hai trường hợp, trường hợp thứ nhất là nó chỉ xảy ra phương trình máy thôi, xảy ra phương trình ba thôi, khi đó chúng ta thu được mũi na chắc chắn này và mũi nhôm là al 3 ba dư trường hợp thứ hai là nó sẽ ra cả hai phương trình luôn, cái đó chúng ta thu được chắc chắn có tuổi, chúng ta thu được mũi nhôm này và có NaCl nữa, được chưa? À, cái đó em không nên làm bài toán theo thầy thì em không nên làm bài toán gì, à, bài toán ghi phương trình, bởi vì trong trường hợp này để chúng ta hiểu rõ thì chúng ta ghi nên kêu nối tiếp bằng hiểu vấn đề không? do đó bài toán này chúng ta biến nó thành sơ đồ và chúng ta dùng ba định luật bảo toàn naal và Cl để giải, khi em giải tìm được ở đây thì em sẽ tính được số mol của HCl. Bây giờ tính tính được H, tức là tính được số mol HCl. Từ đó em tính được cái nồng độ A nữa là xong. Đó là điều mấu chốt nha. Rồi, còn ở đoạn câu B thì khi cho CO2 vào dung dịch B. Dung dịch B chúng ta có hai trường hợp. Đối với trường hợp 1 thì nó sẽ tạo ra đây, trường hợp 1 đây em ơi. Trường hợp 1 thì nó là NaCl và AlCl3. Trường hợp này mình loại bởi vì hai muối này không tác dụng với CO2 hai mũi này không tác dụng với CO2 em nha trường hợp này loại còn trường hợp 2, dung dịch B chúng ta bây giờ gồm có AlCl3 và NaAlO2 được chưa AlCl3 và NaAlO2 thì bạn lưu ý cho thầy như thế này NaCl thì không tác dụng với CO2 chỉ có NaAlO2 tác dụng với CO2 nhưng bài toán này hãy sức cẩn thận một điều hãy sức cẩn thận một điều là gì ở số mol Al 2 có mol CO2 là có em Điều ý là chúng ta không nên ghi phương trình tạo ra NaH3 vội cái phương trình mà thông thường các bạn người ta hay ghi cho bạn đó là tạo ra naoh 3 lần và NaH3 nhưng trong bài toán này không nên như vậy bởi vì cái trường hợp đó nó chỉ đúng khi nào khi CO2 dư mà CO2 ra chúng ta biết hết hay dư hiểu vấn đề không em có thể là CO2 nó còn bé hơn thằng gì cái thì số mol CO2 nó còn bé hơn mol NaAlO2 thì sao do đó chúng ta không nên ghi phương trình như vậy dẫn đến bài toán chúng ta sẽ bị nhiễu và sai đáp số Hiểu vấn đề không ạ? Thế đây thầy kể theo thứ tự đây. Nếu đây là phương trình số mấy em À? Chúng ta hiểu nha, sơ đồ và phương trình chúng ta đánh số tăng dần lên. Thì ở đây nó sẽ là số 5. Đây là phương trình số 6, còn dữ kiện, còn biểu thức thì em có thể đặt là một la mã, hai la mã tùy em. Đó. Và hai trường hợp này thầy chỉ có cái trường hợp uh, hai thỏa mãn thôi. Và đây là những gì mà thầy muốn nói trong bài toán này đây là phương trình 6 thì đây là 78 rồi có ai ý kiến gì về cái này hay không nếu không ý kiến nữa thì cái câu này thì nghĩ với những gì mà thầy phân tích được chắc chắn bạn hiểu được vấn đề rồi